Mẹ đeo vòng cổ vô cho em đặng đi nha. Nha, đeo vòng cổ vô đặng đi chơi nè. Nha. Thấy mẹ phát ốc phát vô rồi nè cô chú. Xem nè, đó là biết là tới giờ để chuẩn bị đi rồi đó. Làm giọng rồi à. Từ từ đi con. Từ từ đi. Mẹ phát áo phát vô rồi, ở ngoài trời lạnh dữ lắm. Cột nghe cô dậm chân nha, cô chú cô dậm chân nè. Ngồi ghế mà dậm chân nè. Một lát nó té đó, dậm chân là lát té đó nha. Trời ơi, đi mà cái nết à, cái nết xinh đi mà cô chú xem cái nết xinh đi của em coi cả. Cưng không? Nói đi chơi là vậy đó, làm dữ lắm. Xinh đi dữ lắm, ngồi đàng hoàng để té con. Dậm chân nữa. Ngồi chờ lính quýnh hết trơn à, xây mòng như cái trong trống vậy đó. Con đòi đi chơi mà con làm vậy đó cô chú. Con mừng dữ lắm luôn rồi. Trời ơi, nôn đi chơi nè, coi nè, chạy ra ngoài cửa nè, chạy ra ngoài thềm đứng nè, nôn. Nè, bây giờ nè mẹ còn xách mấy cái giỏ này đi ra xe nữa. Ừ, xong mẹ mới ẩm con ra xe được nha. Chờ mẹ nha. Ừ, mẹ xách mấy cái giỏ nè, mẹ xách đồ đi ra xe nè, xách tả đồ của con ra xe xong rồi mẹ mới ẩm con ra nha. Ngồi đi chờ mẹ đi, cưng quá à, hối đi quá trời quá đất luôn rồi cô chú ơi. Đó, có lính quýnh hết trơn luôn kìa, cái mặt à, lính quýnh hết trơn luôn à. Chờ đợi nãy giờ luôn á cô chú ơi. Đó, chạy vô. Thấy ba đi ra rồi cả, mừng quá mừng rồi. Thấy ba đi ra là chuẩn bị được đi lên xe rồi đó cô chú, mừng dữ luôn rồi nè. Đây nè, lính quýnh mừng à. Đó. Đắc Costi. Còn cái mặt cái nè, hớn hở nè. Đắc Costi. Tôi sang Đắc Costi cái nhảy đòi ẩm rồi cô chú. Nhảy đòi ba ẩm rồi cô chú. Cưng không? Trời ơi, cưng xỉu luôn đó cô chú ơi. Cái mặt à. Kêu. Con kêu hả? Ờ. Trời ơi, thấy ba đi ra xe rồi không ẩm đi ra coi kìa. Có giọng không ạ? Sao vậy? Ba không ẩm con ra xe hả? Chờ mẹ đi, mẹ ẩm con đi nha. Nằm liếc liếc nha, nằm giọng coi nằm buồn vậy. Ừ, con Môi, có ai ngoài cửa hả? Con leo lên đây đi, mẹ mặc tải cho nè, leo lên. Giỏi quá, em giỏi quá. Này, đứng lên nhìn cái vai mẹ đi, mẹ mặc tải cho con nè. Giỏi, em giỏi quá luôn, giỏi quá luôn cô chú ơi. Rồi xuống miệng dần lại nha. Té nè, ngoan quá. Em ngoan. Leo lên đây đi, leo lên. Giỏi, leo lên đó nghe nè. Chờ mẹ mặc áo vô cho con nha. Chờ mẹ đi nè, chờ mẹ mặc áo vô đàng hoàng mới được ăn nè, nghe không? Ăn miếng bánh của em nè. Giỏi quá cô chú ơi. Rồi rớt đây, bự quá hả? Ăn cái này mặc áo vô nha. Giỏi, mới tắm xong rồi đó, ngon không hả? Bánh của con ngon không? Ừ. Nè, tròn cái đầu vô mẹ mặc áo vô nè, rồi ăn. Thấy bánh cái là tôi tước rồi hà, chưa, mẹ chưa có mặc áo cho con là con không có được ăn, nghe không? Con phải ngoan, mẹ mới cho con ăn. Nghe không? Ngoan mẹ mới cho ăn nha, cưng quá. Ngoan mẹ mới cho ăn nè, cái mặt thôi kìa. Tương tước đồ xin ăn rồi nè cô chú. Nè, cho con miếng nữa nè. Dính miếng giấy, em mẹ lấy giấy ra nè.
giỏi quá, ăn cái mặt cưng ghê không. Rồi nè, bây giờ tới vòng cổ nào, đeo vô, đeo vòng cổ vô đó. Cái thằng cái mặt là xin ăn là thấy chưa, quên cái vòng cổ rồi thấy chưa, không có được như vậy nghe chưa. Mê ăn quên cái vòng cổ rồi phải không, mỗi khi tắm xong là đi kiếm cái vòng cổ đòi à. Bữa nay thấy nha, thấy bánh là cái là vậy đó, con thấy bánh của con cái là con quên cái vòng cổ, con không thèm đòi nữa rồi phải không hả. Sao vậy? Ừ, cái mặt nè, mặt cưng lắm nè cô chú. Còn cái nữa đâu rồi, còn cái nơ nữa, đeo vô đi rồi mới được ăn. Trời ơi, thấy bánh, bánh của em á, em ghiền bánh lắm luôn á cô chú. Em thấy bánh mà em đòi vậy đó. Sáng á, sáng mẹ cho đi tắm rồi chắc là cũng đói bụng á, chưa ăn sáng nè, chắc cũng đói bụng á, rồi giờ thấy bánh của em á, em đòi á cô chú, cưng quá. Nè, cái mặt lên cho cô chú xem nè, cái mặt cưng xỉu luôn á cô chú ơi. Mặt cưng dữ lắm luôn nè. Cưng dữ lắm. Cưng xỉu luôn á, cưng dữ lắm luôn á cô chú. Mặt à. Mặc áo nè, ấm lắm mặt nha. Chị Hai mua mấy cái áo len này mặc cho ấm nè, nha con nha. Ấm lắm, mặc cái áo này ấm lắm, thương quá. Cho ăn miếng bánh của con nữa nè. Ăn ít thôi là lát nó ăn trái cây nữa nha. Ăn nhiều quá lát nó ăn trái cây không được bị la đó nha, mẹ đánh con đó. Trời ơi, nó bụng quá. Nó bụng quá cả nhà. Cho nên sáng em chưa có ăn sáng nè. Vậy cái mẹ bắt em đi tắm rồi. Bây giờ em đói bụng quá cả nhà, các em ăn bánh của em, mẹ em ăn cho ngon hết sức không? Ngon không con? Ừ? Ăn ngon quá hả? Thôi nuốt từ từ thôi, nhai từ từ. Nhai từ từ. Cưng quá à cả nhà ơi, coi kìa cái mặt à. Ngồi cái giọng cái cả nhà xem cái ngồi cái tướng coi nè. Cái lưng thì gù ở đây. Ngồi cái lưng ở đây là nó khòm khòm, nó gù gù ra đó. Nhìn cưng quá à. Mặt cưng quá à, tình cảm lắm luôn nè cô chú. Ôi, cái mặt xem cái mặt nè, cô chú xem coi nè, cưng không? Cưng cái mặt em không cô chú? Coi nè, xem qua cô à. Cái mặt ngồi xin ăn nè cô chú. Em á, em xin ăn dữ lắm luôn á. Bánh của em mà em ăn coi nè. Cô chú thấy không? Cưng không? Nhai từ từ thôi con, đừng có nuốt trọng nha. Trời ơi, cưng xỉu luôn. Đó, thấy chưa? Chưa có nhai gì hết á, cái là lo nuốt rồi hà. Ngon quá, cái là nuốt trọng là mắc nghẹn nghe chưa. Trời ơi, cái mặt em nè. Hết rồi, lát nữa mẹ đi siêu thị mẹ mua nữa cho con nha. Bánh này ngon quá hả. Tí nữa mẹ đi siêu thị mẹ mua nữa cho con. Hết rồi nè, cái tay mẹ đâu có nữa đâu. Đây là cái thức ăn của em nè à, cả nhà. Thì ở đây là thịt gà chà bông nè, của chị Hai. Chị Hai làm thịt gà chà bông thì chị Hai cho để dành cho em ăn. Còn ở đây là cái bịch thức ăn riêng của em á. Thức ăn này á là rau củ trái cây đồ á cả nhà, tổng hợp. Với lại Trang sẽ cho thêm một muỗng cơm nữa, chừng một muỗng ăn cơm này thôi cả nhà, một muỗng cơm nữa. Rồi cho thêm vài hạt. Đó, vài hạt thức ăn của em vô. Tiếp nữa là mình cho tí xíu chà bông gà. Chà bông gà vô cho thơm thơm á, trộn lên đều lên cho em ăn cho đủ dinh dưỡng á cả nhà. Đó, em ăn ngon lắm. Thơm, em thích ăn lắm cả nhà ơi. Cái chà bông này vô em thích ăn lắm. Con chào mẹ nha, mẹ làm cho con ăn nha. Chào mẹ đi. Chào mẹ, mẹ trộn lên mẹ làm cho con ăn. Ừ. Một phần ăn của em á, một buổi ăn cơm của em á là ăn như đây nè cô chú. Cô chú xem nè. Đó. Nè. Con ăn đây nè, con ăn là rau củ nè. Rau củ tổng hợp rồi thịt gà chà bông với lại tí xíu cơm nghiền ra vậy nè. Cả nhà thấy thơm ngon lắm cả nhà. Chị Hai làm thịt gà chà bông á thơm lắm. Thì mẹ thương quá, mẹ thấy em thích ăn á, mẹ để dành cho em ăn, trộn với cơm vậy nè cho em ăn. Ngon lắm cả nhà ơi, cái nè, nhìn ngon ghê không? Em ăn không có nhiều, không có cho em ăn nhiều á cả nhà. Sáng ăn nhiêu đây rồi xong rồi lát nữa trưa á, cái là cho em ăn thêm một miếng nữa, hoặc là cho em ăn hai trái cây hay là rau củ gì đó sống á cả nhà. Rồi chiều tối thì cho em ăn thêm miếng nữa hoặc là uống miếng sữa. Ngon quá ha con ha, thơm ngon quá hả? Hả? Giờ con đi xuống đất đi, mẹ cho con ăn. Con ở đây con đâu có ăn được đâu, con ngồi trên ghế cao lắm, cái tô này cao lắm, con không ăn được nha. Con xuống đất đi mẹ cho con ăn. Cả nhà xem, giờ em xin ăn nè. Trộn cái chén cơm rồi mà chưa có mang xuống đất cho em là em xin nè. Nè nè, đi xuống đất đi, xuống đất đi mẹ cho ăn.
Cái đứng ăn thấy ngoan ghê không cả nhà? Em đứng em ăn coi là ngoan hết sức không? Ăn giỏi lắm cả nhà ơi. Em ăn giỏi lắm, rau củ quả trái cây rồi cái gì cũng ăn hết trơn á, đắng cay mặn ngọt gì cũng ăn hết trơn á, không trừ không không có chê cái gì hết trơn á cả nhà. Ngoan lắm. Cứ đứng cái tướng ăn thôi nè. Cái tướng cao đứng khòm khòm cái lưng ăn cưng ghê không? Cả nhà thấy em ăn lẹ ghê không cả nhà? Thích lắm, thích ăn lắm. Nè con ăn hết thức ăn của con luôn nha, con không có ăn chà bông của chị Hai không nha không? Con ăn cả chà bông của chị Hai không á là mẹ đánh đòn con đó. Phải ăn hết thức ăn trong chén này luôn nha không? Giỏi, em giỏi lắm. Thức ăn của em á nó hơi cứng đó cả nhà, còn thịt chà bông thì nó thơm, nó ngon, nó mềm á, nên em thích ăn lắm đó. Bây giờ tìm chà bông ăn kìa, kiếm hết rồi, hết chà bông rồi. Xong mày lại uống nước nha không? Con lại lấy chén nước của con uống nước nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video hôm nay. Mến chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an. Cả nhà đừng quên đăng ký, like, share, ủng hộ kênh Thùy Trang GB vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần để xem những video mới tiếp theo.